Jimmy là công ty chuyên về tư vấn đầu tư định cư Mỹ, Canada và các nước châu Âu theo diện đầu tư cao cấp, trung cấp và lao động tay nghề. Và Jimmy cam kết sẽ trở thành cầu nối vững chắc để có thể hiện thực hóa giấc mơ mở rộng lợi thế tầm quốc tế cho người Việt Nam. Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư định cư toàn cầu EUMI, văn phòng chính của chúng tôi ở 45 Võ Thị Sáu, phường Đa Cao, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. EUMI là công ty chuyên về tư vấn đầu tư định cư Mỹ, Canada và các nước châu Âu theo diện đầu tư cao cấp, trung cấp và lao động tay nghề. Nói đến định cư, các anh chị biết rằng chúng ta có hàng trăm chương trình khác nhau. Đâu là công ty có mức độ uy tín trên thị trường? Chương trình nào là phù hợp với gia đình của họ? Mức độ an toàn và tỷ lệ thành công của chương trình ra sao? Ngoài ra, công ty định cư có tính pháp lý khi ký kết hợp đồng cũng như cam kết đồng hành và xử lý rủi ro với khách hàng khi có sự cố xảy ra như thế nào? Thấu hiểu những điều này, EUMI chúng tôi đã trang bị cho mình với đội ngũ luật sư hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành di trú trên khắp các quốc gia trên toàn thế giới. Chúng tôi có hơn 100 chương trình và đối tác, hơn 200 dự án đã giới thiệu đến khách hàng, cũng như chúng tôi đã có 500 khách hàng hoàn thành hồ sơ thành công. Trên đây các anh chị thấy rằng chúng tôi có những khách hàng đã thực hiện hồ sơ thành công với EUMI. Ngoài ra chúng tôi còn có hàng trăm khách hàng đã an cư tại các quốc gia phát triển. Và chúng tôi được đại diện cho Việt Nam được tham dự và phát biểu tại hội nghị quốc tế do tạp chí YouGlobal tổ chức giữa hai đơn vị Mỹ và Việt Nam. Xin phép được mời cô Thiên Nga. Cảm ơn những chia sẻ của diễn giả Thiên Ân. Thì vào tháng 5 năm 2024 vừa qua, thì công ty EUMI có tổ chức một sự kiện ở tại Đức Trọng. Có thể nói là đó là lần đầu tiên công ty của chúng tôi tổ chức hội nghị ở tại tỉnh Lâm Đồng và đã cũng có rất là nhiều những cái bỡ ngỡ, băn khoăn. Nhưng mà may mắn là buổi sự kiện ngày hôm đó chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ của anh DG là chủ tịch của BNI Lado Chapter. Bên cạnh đó thì anh còn kêu gọi các anh chị em ở trong cùng chapter của mình đã đến sự kiện của chúng tôi để hỗ trợ. Và thực sự là buổi sự kiện ngày hôm đó thì chúng tôi đã diễn ra rất là thành công. Khi trở về quê hương của mình, được kết nối với những anh chị em ở đây thì cảm giác của tôi rất là khác. Cảm thấy là các anh chị rất là chân tình với nhau, các anh chị chuyên nghiệp và có tinh thần hỗ trợ giữa các anh chị em doanh nghiệp. Và tôi đã quyết định là khi mà mình thành lập chi nhánh ở tại Đức Trọng thì chắc chắn là EUMI sẽ trở thành một thành viên của BNI Lago Chapter để chúng tôi có thể cùng những người đồng đội của mình để phát triển kinh doanh ở tại quê hương. Ngày hôm nay EUMI ở tại đây, chúng tôi có một tầm nhìn và sứ mệnh, đó là một ngày nào đó rất nhiều người Việt Nam của chúng ta sẽ tự tin đi lại, sinh sống, đầu tư, kinh doanh, học tập ở bất kỳ mọi nơi, không bị giới hạn. Chúng ta là người Việt Nam sẽ mang những thương hiệu của doanh nghiệp ở quê hương của mình, những giá trị cốt lõi của người Việt Nam để sánh vai với bạn bè quốc tế ở nhiều lĩnh vực. Và tôi tin rằng khi càng ngày có càng nhiều người Việt Nam của chúng ta thành công thì chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để quay trở về quê hương của chúng ta, giúp đỡ cho người thân, bạn bè, họ hàng của chúng ta để có thể xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Và EUMI cam kết sẽ trở thành cầu nối vững chắc để có thể hiện thực hóa giấc mơ mở rộng lợi thế tầm quốc tế cho người Việt Nam. Các anh chị ơi, các anh chị có muốn mở rộng lợi thế cho các gia đình Việt Nam chúng ta vươn tầm quốc tế không ạ? Các anh chị cùng nhau hãy hướng lên trên màn hình, chúng ta sẽ thấy những hát từ khóa như là bảo lãnh kết hôn, du học du lịch, định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, visa du lịch các loại. Khi các anh chị nghe tới những từ khóa này, các anh chị hãy nhớ ngay đến EUMI, bởi vì đây thuộc chuyên môn của chúng tôi và chúng tôi làm rất tốt công việc của mình. Các anh chị hãy mở lời giúp cho chúng tôi bằng cách: tôi có quen một công ty định cư với kinh nghiệm 10 năm. Ngoài ra công ty đó còn là một người đồng hương của chúng ta, còn là một người con của Lâm Đồng. Để tôi kết nối họ cho bạn nhé. Và một lần nữa, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến BNI, đến tất cả các anh chị có mặt ở đây ngày hôm nay.